Chào các bạn. Thì với video này thì mình bắt đầu vẽ phân tích góc 3/4 ha. Rồi, sau khi mình đã phân tích ở trên các cái diện vật mảng thì bây giờ thử xem nào. Với một cái vật thật á, một cái ảnh thật như này thì mình sẽ phân tích như nào ha. Thì đầu tiên mình vẫn phải xác định được phạm vi của cái phần mắt mình ha. Mình sẽ vẽ ở ngay cái phần đuôi mắt này. Rồi, ở bên kia ha, mình giữ shift để mà vẽ được các nét thẳng dọc nha các bạn. Thì các bạn còn nhớ không? Khi mà mình chia mắt ra á, thì mình sẽ chú ý nè. Mình cũng đầu tiên á, mình có thể thấy là khi mà ở góc nghiêng á, mắt nó hơi xiên, nhưng mà mình vẫn cố gắng là nhìn về cái tỷ lệ là mình tìm những cái đường ngang, đường dọc trước, chứ mình không quá quan tâm về các cái hướng xiên. Mình quan tâm tỷ lệ trước, sau đó mình mới quan tâm các hướng xiên sau. Cái đó mình sẽ phân tách được, chứ không phải là mình một lần cái mình lo mình vừa vẽ tỷ lệ vừa vẽ hướng xiên thì đôi lúc nó sai đó. Thì các bạn nhớ là nó chia làm 3 phần bằng nhau đúng không, nhưng mà bây giờ nó bị nhỏ dần, với con mắt bên trái nó ở gần hơn, vậy nên cái đoạn nó sẽ lớn hơn, rồi cái đoạn giữa nó nhỏ dần đi, và con mắt bên phải thì nó nhỏ hơn tí xíu, nó nhỏ hơn tí xíu thôi nha các bạn. Bởi vì về bản chất thì nó vẫn bằng nhau, nhưng mà bởi vì ở góc nghiêng á, thì gần lớn, xa thì nó nhỏ đi. Đó là lý do tại sao mình vẽ nó nhỏ dần đi tí xíu, một chút xíu thôi. Cái cảm giác một chút xíu đó thì nếu mà mình đo thì cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi bị phức tạp, bởi vì nó chỉ chênh lệch nhau một chút xíu thôi. Các bạn chỉ cần biết là nó sẽ nhỏ đi chút xíu đó, thì các bạn vẽ lâu thì các bạn sẽ ước lượng cái đó nó tốt hơn, giống như là mình nêm nếm gia vị vậy đó. Rồi thì bây giờ mình có một cái đoạn bề ngang như thế này. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ chia làm 3 phần, nhưng mà mình sẽ chia theo là từ trái sang phải, thì từ trái lớn rồi sang phải nó sẽ nhỏ dần. Đó, mình cùng nhìn ha. 3 đoạn 1. 1 này, 2 này, 3 này, đó nó nhỏ dần. Nhỏ dần chút xíu thôi. Mới nhìn thì cảm giác nó như gần như bằng nhau, nhưng mà thiệt ra là nó nhỏ dần tí xíu. Rồi. Đó, mình cùng đo vậy. Nhìn ha. Rồi, ở những cái bước đầu khi mà đo tỷ lệ này, mình cũng đo khá là chậm rãi thôi. Bởi vì nó là, bởi vì những nét đầu mà nó quan trọng, bởi vì những nét đầu sai thì những nét sau, 100 nét sau thì nó vẫn sai. Vậy nên những nét đầu mình buộc phải vẽ thật sự là cẩn thận. Có thể là nó không đúng 100%, nhưng mà ít nhất á, nó sẽ đúng tầm 80 đến 90%. Thì cái đó mình có sai thì mình sửa nó cũng dễ hơn. Rồi, bây giờ mình tiếp tục này. Bây giờ mình thấy, các bạn thấy là nó có một cái hướng xiên xiên đúng không? Bây giờ mình sẽ vác cái form xiên đó. Nó xiên một tí xíu thôi. Các bạn thấy nó xiên so với cái cạnh ngang mà mình vẽ một tí xíu. Mình vác vào cái đường, cái hình thang ngược mà mình đã từng vẽ ở các cái mặt khi mình phân tích đó. Đó, thì bây giờ nhìn vật thật các bạn sẽ thấy này. Đó, nó có một cái dạng hình form như thế này. Nó cùng có cái hốc mắt xiên vào và cái phần gò má xiên ra tí xíu. Đó, bây giờ mình sẽ vẽ cái form hình đó vào. Đó, mình đang mô phỏng để giúp các bạn biết là khi mà mình nhìn một cái vật thật như này á, thì mình sẽ bắt đầu một vẽ như thế nào ha. Đó, nhờ cái đường ngang đó đó, mình sẽ biết là nó xiên là bao nhiêu. Nó xiên thật sự rất là ít thôi nha các bạn. Nhiều bạn khi mà vẽ góc 3/4 nghiêng á, mình hay vẽ nó xiên nhiều quá, thành ra cái mặt mình nó thật nó như là nó bị méo luôn, méo nghiêng qua một bên luôn. Thì các bạn chú ý cái đó xíu nha. Đó, mặc dù là mình vẽ đường nghiêng vậy thôi, nhưng mà trong đầu mình á, mình luôn có một cái thước thẳng ngang để mình coi cái độ nghiêng đó nó bao nhiêu ha. Cái độ nghiêng này rất là ít thôi, cái góc này chắc tầm khoảng dưới 5 độ thôi ha. Nó xiên ít lắm. Rồi, tiếp tục những cái vắt nghiêng của phần bên hông, nó ra một cái miếng hình như thế này. Đó, mình phân tích bên ảnh và mình vẽ qua, thì mình nghĩ là cái cách này sẽ giúp các bạn dễ hình dung hơn ha. Thì nếu có những cái thắc mắc gì á, các bạn có thể đề xuất hoặc là hỏi trên inbox thì mình sẽ trả lời hết ha. Rồi, các bạn có thể bật video và vẽ cùng với mình cho vui á. Rồi, bắt đầu bây giờ mình sẽ vẽ này. Đó, cái nét đầu tiên rất quan trọng, cái nét đó là cái nét xiên để mình vẽ được cái sườn mũi, và từ cái sườn mũi đó nó cũng cho mình vẽ được cái phần hốc sâu của mình. Đó, các bạn chú ý ha. Đó, bây giờ mình vẽ trên phân tích trên cái mẫu thật để các bạn dễ hình dung này. Đó, cái mắt mình nó xiên với cái mắt bên trái thấp hơn mắt bên phải, cao hơn, nó xiên lên xíu. Thì các bạn thấy là những cái đường, những cái diện ấn đường hay là sườn mũi đó nó cũng xiên theo ha. Bởi vì những cái trục mắt, trục mũi, trục môi nó đều song song với nhau hết. Rồi mình đang phân tích các cái khối đơn giản nhất để mình dễ hình dung ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ vẽ cái phần sống mũi vào để xác định ha, cái phần sườn mũi.
Thì các bạn thấy là bên phía tay phải đó, các bạn thấy ngay từ cái chỗ chia ba đó của mình bắt đầu xiên cái phần sống mũi ra, bắt đầu xiên cái phần sống mũi của mình ra ha. Đó, mình sẽ vác vào cái phần diện ấn đường phía trên đó, rồi mình vác vào cái phần trong mày, cái độ xiên để mình ra được cái form khối mà mình đã phân tích ở trên ảnh thật ha. Các bạn thấy là cái đoạn này nó chia đôi đúng không? Cái đoạn trục mắt ngang của mình á. Nhưng mà bây giờ mình vẽ nó đang hơi lệch. Rồi. Bây giờ mình phải điều chỉnh lại một xíu. Đó. Đó, mình phải rất là kỹ ở những nét ban đầu này. Rồi, bây giờ nó ngay cái chỗ mà. Đó, nó ngay chỗ cái góc đó các bạn thấy không? Cái đường ngang mình ngay chỗ cái góc khi mà mình phân tích mẫu các bạn thấy. Đó, các bạn thấy là nó ngay chỗ cái phần cái góc góc xiên đó các đó, nó ngay chỗ góc đó. Đó, thì khi đó các bạn vẽ nó mới chính xác được. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ lại một xíu ha. Rồi, cái đường xiên của cái phần diện ấn đường của mình, rồi cái phần vát xiên kia của cái phần hốc mắt của mình, chỗ chân mày. Rồi cái độ xiên của mũi thì mình cũng so sánh với cái đường giống dọc của mình này. Đó, mình có cái đường giống dọc này. Đó, mình kể lại cho các bạn dễ nhìn. Và nó xiên thì mình coi cái góc độ đó bao nhiêu độ ha, để mình vẽ cái hướng xiên cho chính xác. Rồi, phát cái hướng xiên vào. Rồi. Tiếp tục ha. Rồi. Cái hướng xiên của sống mũi bên kia thì các bạn thấy là mình cái đoạn nó giống như chia đôi các bạn thấy không? Từ đuôi mắt đầu mắt này đến cái phần sống mũi bên kia thì cái đoạn này nó giống như là chia đôi. Đó, thì bắt đầu mình sẽ biết là nó ở đâu ha. Rồi mình kẻ một cái đường xiên để vẽ ra được cái phần sống mũi của mình. Các bạn có thể hòm hòm thấy được cái phần hốc mắt của mình rồi ha, hốc mắt bên phải. Bây giờ mình sẽ vẽ cái phần mũi đơn giản. Cái bài cấu trúc mũi sâu hơn thì mình sẽ nói ở cái phần sâu ha. Ở những cái bài về mũi chuyên sâu. Bây giờ các bạn sẽ chỉ cần quan tâm về cái phần hốc mắt thôi. Mình vẽ mũi là để các bạn liên hệ cùng thôi ha. Bởi vì không có cái khối nào mà nó ở riêng mình hết. Nó sẽ có cái sự liên hệ xung quanh. Rồi, mình vẽ cái phần vát xiên của cái phần chân mày. Nếu các bạn quên đó, các bạn có thể để cái ảnh mà phân tích mắt ở cấu trúc level 2 á, để các bạn xem và cùng vẽ với mình ha. Rồi, mình vát cái đường xiên này. Rồi, bây giờ mình sẽ vát vào phần sống mũi này. Chỉnh lại tí xíu ha. Rồi, cái phần xiên đó, cái độ xiên đó, nó sẽ cho mình được cái phần sườn mũi bên hông này. Và cái đoạn sườn mũi bên hông đó nó cũng sẽ cho mình xác định được cái phần hốc mắt sâu của mình sâu ha. Rồi, cái phần sống mũi của mình. Rồi, bây giờ các bạn thấy cái này hình như là mình vẽ nó chưa đủ thấp này. Mình vẽ thấp xuống tí xíu ha. Đó. Nhờ phân tích những cái đường hướng cơ bản mới giúp cho mình dễ nhìn hơn. Đó, các bạn thấy cái phần hốc mắt rồi ha. Hai hốc mắt tròn hai bên và cái phần mũi ở giữa. Cái đó là cái tiền đề quan trọng để bắt đầu mình có những cái mường tượng đúng không? Khi mà các bạn đã có cái form này rồi á thì thiệt ra các bạn lắp vào những cái tiếp theo á nó cực kỳ dễ. Ví dụ bây giờ mình vẽ hai cái phần diện thái dương xiên ở phía trên. Đó, mặc dù nhìn nó hơi robot, nó hơi giống robot tí xíu, hơi cứng cứng nhưng mà nó là cái khung để các bạn lắp vào những cái chi tiết mắt mũi miệng hơn. Rồi bắt đầu nào. Diện hốc mắt sâu của mình. Rồi vác một cái đường xiên lên. Đó. Bạn có thể nhìn ha. Rồi tiếp tục là cái phần nó sẽ tách ra được cho mình cái phần bọng mắt lớn ha. Rồi mình vẽ cái phần mà bị khuất này. Bên kia. Cái phần đó, cái phần bị khuất của cái phần diện hốc mắt sâu của mình. Rồi mình thấy cái phần mi mắt thôi. Rồi mình vác vào ha. À, các bạn có thể giống ngang qua nha, các bạn nhớ nha, khi mà vẽ những đường nghiêng của mình nhớ giống giống thường xuyên nha, giống ngang, giống xiên để mình coi thử là các độ xiên có nó đang đi đúng không, chứ không mình vẽ hồi cái hai cái mắt nó không cùng trên một cái đường trục thẳng mà mắt cao mắt thấp là chết luôn, nó bị lệch cái trục á các bạn. Còn mình giống xiên này thì nó sẽ đảm bảo hai mắt mình ở trên cùng một cái đường thẳng. Rồi mình vác vào cái phần bọng mắt trên của mình này.
mình xóa mờ một xíu. Rồi, mình bắt đầu ha. Rồi mình phát vào cái phần mi bát trên của mình. Các bạn nhớ là nếu mà các bạn cảm thấy buồn, các bạn có thể đăng những bài lên lên trên các cái fanpage á, có thể fanpage của chính bên Diga Academy cũng có này, hay là các bạn có thể đăng bất kỳ những fanpage nào về minh họa gì đó, để các bạn tìm những cái câu, những cái góp ý hoặc là những cái lời động viên. Rồi cái phần mắt bên phải của mình đó, các bạn thấy ha, các bạn thấy là nó cong gấp ra sau, mình cũng đã từng nói rồi, vậy nên các bạn không thấy được cái phần đuôi mắt của con mắt bên phải của mình ha. Các bạn chú ý khi mà vẽ cái đó, nó vẫn xiên lên ha, nó vẫn hơi vác xiên lên, cái đầu mắt thấp hơn cái phần đuôi mắt của mình đó, các bạn chú ý ha, để mình vẽ cái khối mắt cho chính xác nè. Rồi mình đang cố gắng điều chỉnh. Rồi mình vẽ cái phần tiếng lệ một xíu. Rồi bây giờ mình đã có cái phần format lớn bên ngoài ha. Bây giờ mình cắt gọt vào bên trong một xíu. Đôi lúc vẽ thì các bạn có thể vẽ một hồi mình cũng khá là mệt, thì đôi lúc các bạn có thể dừng tay, các bạn ngồi xa ra khỏi cái màn hình mình một xíu để mình coi thử, để mình reset cái đầu của mình lại. Rồi điều chỉnh xíu ha, mình vẫn thấy nó chưa ưng xíu, có thể là nó đang chưa đúng cái phần tỷ lệ ha. Mình đo lại một xíu. Và khi vẽ thì các bạn cố gắng là mình vượt qua cái giai đoạn đầu bằng cách là, bởi vì cái giai đoạn đầu mình vẽ sai liên tục, vậy nên các bạn phải tập và chấp nhận với cái việc đó ha, để mình vượt qua giai đoạn ban đầu. Thì luôn luôn có mình ở đây hỗ trợ các bạn ha. Các bạn cứ vẽ và mình sẽ feedback liên tục để các bạn phát triển, các bạn cải thiện được ha. Rồi bắt đầu vào cái phần mi trên của mình, gọt vào hơn nè, phần mi trên. Rồi mình phát vào nè, đó cái phần tuyến lệ của mình xíu, phần đuôi mắt của phần mi trên nó khá là dài ra. Các bạn thấy mình hay nhấn ở hai cái đuôi để mình dễ nhìn cái miếng hình. Mình đã tạo cái độ sâu á, khi mà hai cái nó nhấn đậm thì mình cảm thấy nó lúng vào hơn. Rồi mình vẽ hai cái đường vắt xiên nhẹ nhẹ vào để ra được cái phần con người mình ha. Đó, con người mình lợn ở phía trên mà, cho nên nó sẽ mình thấy cái phần đuôi phía dưới, nên mình vẽ nó xiên vào một xíu. Rồi mắt bên này các bạn chú ý này, đó mình sẽ kẻ cái đường mi mắt trên của mình nó nhô ra, các bạn thấy không? Rồi bắt đầu mình vẽ cái phần con người của mình bên trong, cái cầu mắt, nhãn cầu của mình bên trong. Đó, thì đây là video về thời gian thực, cho nên các bạn sẽ thấy là cái cách vẽ của mình, mình cũng vẽ từ tốn thôi chứ không có nhanh lắm đâu. Các bạn coi mấy cái video speed paint trên mạng á, và nghĩ là vẽ nó khá nhanh như vậy, nhưng mà thiệt ra là khi vẽ cái việc mà suy nghĩ rồi từ từ vẽ nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà các bạn vẽ quá nhanh đó, thì đôi lúc mình không kiểm soát được, nên mình cứ từ từ chậm rãi thôi. Không, các bạn không cần vẽ nhanh ở ban đầu đâu, mình cần vẽ ban đầu là phải vẽ, cố gắng vẽ đúng rồi nè. Rồi mình xóa mờ đi một xíu để mà mình đi cái line lại một xíu ha.
Rồi, mình cũng xóa mờ cái này xíu để mình dễ nhìn nè. Đó, mình đã có cái khung rồi đó. Đó, cái khung mắt rồi, bây giờ mình có thể đi các cái đường cong tròn hơn, chi tiết hơn. Cái bước đi lại này thì mình cũng khá là thích ha. Khi mà đi lại lại thì bắt đầu cái bài của mình nó có cái chi tiết nó mềm mại, nó rõ hơn. Rồi, phần mi mắt của mình này. Rồi, phần lông mày. Đó, mi mắt xuyên ra nhiều hơn. Rồi, khối cầu mắt của mình. Rồi, cái phần mi mắt dưới của mình ha. Đó, nó bị cũng bị khuất ra sau. Nó bọc ra bên ngoài của cái phần cầu mắt của mình á. Bạn thấy các cái nét của mình á, nó bọc ra bên ngoài ha. Đó. Cái phần mi trên hay mi dưới thì đó, nó cũng bọc ra bên ngoài. Với mi trên thì che hơn. Rồi. Vẽ cái phần con người vào. Cái bước đi line này thì các bạn cứ vẽ tùy ý thôi, bởi vì nơi đã có cái form hình rồi mà. Thì mình thích vẽ từ bên phải sang thì mình vẽ con mắt bên phải trước. Vẽ sơ 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 về cái phần mũi ha. Bạn cũng không cần quá nhớ cái này đâu, mình cũng sẽ nhắc lại và phân tích kỹ ở cái phần vẽ về góc mũi thôi. Đó, các bạn thấy ha, nó móc cong từ phía sau ra phía trước. Còn có một cái đường nữa là cái đường của cái phần khối gò má của mình này. Đó. Cái phần này là cái phần bọng mắt của mình này. Đó, cái này là cái đường của đường bọng mắt. Rồi từ đó nó có cái đường của cái khối ở phía dưới, đó là cái khối gò má của mình nó đi ra sau. Các bạn để ý từng các cái line ha, mình vẽ ha, nó đều có chủ đích hết. Mình chỉnh lại một xíu này. Đó, cái này là cái phần bọng mắt dưới của mình này. Đó, còn cái đường tiếp theo đó là cái phần khối gò má của mình. Rồi mình có cái phần chân mày nè. Chân mày. Phần mi mắt của mình. Rồi, bởi vì cái con mắt mình á nó hơi liếc sang bên trái á, nên các bạn thấy là đôi lúc á, cái viền cái vành của cái con mắt mình á thật sự nó cũng hơi khác đi tí xíu, nên các bạn đừng có thắc mắc là tại sao ô con mắt bên bên trái của mình á tại sao nó có cái cảm giác là nó các cái đỉnh của cái phần mi trên đó nó hơi khác. Thì bởi vì cái nhãn cầu nó quay nghiêng qua bên trái á, nên đôi lúc các bạn thấy nó có những cái góc cái con mắt của mình nó không đúng như cái hình cái lá hình thoi mà mình vẽ ban đầu, thì các bạn cố gắng điều chỉnh tí xíu. Rồi, diện ấn đường nè. Phần mi dưới của mình. Rồi độ dày của mi trên. Độ dày tí xíu của mi trên. Phần mi dưới của mình này. Rồi phần bọng mắt dưới của mình. Nếu mình vác vào những cái khối này. Rồi độ dày của cái phần phía dưới một xíu. Rồi mình vẽ lại một xíu này, đi lại lại một xíu này. Bởi vì cái phần dưới nó cũng không quá rõ, nếu mình vẽ thì cảm giác nó hơi vàng tí. Rồi mình nhấn cái phần vẫn là cái phần mi trên của mình nhấn tí xíu này. Nhấn cho đậm lên cho cảm giác nó nhô ra bên ngoài, xiên ra bên ngoài so với cái phần cầu mắt của mình. Rồi, trong mày mình phát thảo vào cái phần trong mày.
Rồi mình vẽ cái phần diện trán của mình. Nó có cái gờ ở cái phần trong mày một xíu. Với nữ thì cái gờ đó nó không quá rõ. Rồi mình hơi phát phát nhẹ ở cái phần mũi này. Rồi cái phần gò má của mình các bạn cũng thấy ha. Đó, thì nó sẽ ra cái phần cái phô mặt của mình ha. Rồi mình vẽ vào cái phần con người một xíu. Em thấy cái tâm mắt nó đang liếc ở đâu ha. Rồi, bạn thấy ha. Cái phần khối mắt của mình. Đó, mình phải cố gắng điều chỉnh cái mắt bên phải khá là khó này. Đó, mình phải nhấn vào để các bạn thấy ha, cái phần mi trên nó nhô ra và nó gấp. Nó cong quắp rồi phía bên trong, về phía sau ha. Đó, các bạn để ý cái này một xíu. Mình nghĩ là cái việc mà vẽ thị phạm nó sẽ giúp cho các bạn là một trong những cách tốt nhất từ hồi đến giờ của cái người mà đi dạy về vẽ, để giúp các bạn hình dung là à cái người mà hướng dẫn mình họ sẽ bắt đầu vẽ như thế nào. Và mình nghĩ là khi các bạn cùng xem và cùng vẽ với mình á thì các bạn cũng sẽ nắm bắt được tốt hơn là những cái gì mà mình chỉ có nói miệng thôi, bởi vì vẽ mà cái quan trọng vẫn là mình phải đụng tay vào. Nên mình hy vọng là các bạn chịu khó nha. Có thể các bạn chưa hiểu nhưng mà các bạn cứ vẽ đi, thì dần dần á các bạn cũng sẽ ngộ ra được các cái kiến thức mà mình hướng dẫn. Chứ nếu mà mình coi không á, đôi lúc mình sẽ đâm ra sợ hãi mất, mình nghĩ là vẽ nhiều kiến thức phải học, nhưng mà thiệt ra không, mình vẽ mình chỉ cần mình chịu khó mình vẽ nhiều hơn xíu thôi. Đó, bây giờ mình đi vu vơ vài cái line chỗ mũi xíu để chia các cái diện khối thôi, không có gì hết. Rồi chỉnh lại một xíu nè. Đó, đôi lúc mình vẽ xong rồi mình cứ xem để mà mình chỉnh từng chút vậy. Rồi cái phần mi mắt của mình nè, cong tròn hơn xíu ha. Rồi đó, cong tròn hơn xíu. Rồi nó cũng đã xong rồi ha. Mình chỉnh nhá nhá thêm vài cái. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.